mang theo bên mình nụ cười cùng nét đẹp đôn hậu dịu dàng của người phụ nữ Huế. Hôm nay, Hoàng Thị Quỳnh Loan, số báo danh 128, sẽ cùng ekip dự án Người Đẹp Nhân Ái xuôi dòng xuống Cù Lao, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang, theo thông báo của ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016. Cũng tại đây, người trao nhiệm vụ của Quỳnh Loan đang chờ gặp cô để trao nhiệm vụ. Chào anh. Anh được sự phân công của ban tổ chức cái cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2016 sẽ giao cho một dự án. Thì 70% cơ thể là nước, thì chính vì thế mà người dân thuộc các cái khu vực phải gánh chịu đợt hạn mặn ở đồng bằng sông Cửu Long vừa qua đã oan mình trong cái cơn khát lịch sử. Thì trong đó thì có xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang là một trong những cái điểm nóng của thiên tai này. Thì bằng cái tấm lòng nhân ái và cái tâm sức của mình thì bạn hãy mang cái nước ngọt về với bà con ở khu vực này. Rồi, anh sẽ giao cái thay mặt quan chức sẽ giao cái này. Rồi, chúc em thành công với dự án của mình. Dạ, em cảm ơn anh. Xin mời quý vị cùng đến với dự án đường ống dẫn nước cho hộ dân của bạn Hoàng Thị Quỳnh Loan, số báo danh 128. Dự án này được sự tài trợ của công ty cổ phần Nông Dược 2 xây dựng đường ống dẫn nước cho người dân ở xã Phú Thạnh, Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang. Với đường ống dẫn nước sạch này sẽ phục vụ cho nhu cầu nước sạch của hơn 100 hộ dân. Xin mời các bạn hãy đến với thí sinh Hoàng Thị Quỳnh Loan. Dạ, em chào chị. Em là Hoàng Thị Quỳnh Loan, là thí sinh của Hoa hậu Việt Nam 2016 và em đến đây là hiện tại em đang trải nghiệm một số thử thách mà ban tổ chức đưa ra và em muốn tìm hiểu về gia đình của chị. Tại em đi ngang đây và em thấy được là nhà mình rất là khó khăn và em muốn biết là thông biết thêm về chị và gia đình của chị được không ạ? Chị được hai đứa con mà chồng chị chết nay 10 năm rồi. Đi biển thì chết ở ngoài biển luôn. Không có được về mà không có xác hình gì về hết. Và chị thấy tình trạng thiếu nước ngọt là như thế nào ạ? Và có gây khó khăn gì đối với chị? Không có miếng nước nè, nhiều lúc đi chợ nước không có nước nữa. Nhiều lúc đi lên cây nước mà chợ người ta đông quá rồi cũng không có nước mà xài nữa. Chính vì sự thiếu thụ nước quá lớn mà nhiều hộ dân khi cơn mưa xuống đã phải tận dụng tất cả những vật dụng để có thể tích lũy nước. Có một hộ dân ở địa phương này đã đào một cái ao và để tích lũy nước và điều không may đã xảy ra. Thì lúc đó khoảng chừng 2 giờ rưỡi chiều thì bé lớn dẫn bé nhỏ chừng 4 tuổi hai anh em qua nhà hàng xóm chơi, cái em dẫn về. Thì lúc bé lớn có đánh bé nhỏ một hai cây thì em có binh thằng nhỏ và tay phải thì ẩm thằng nhỏ, tay lớn dắt thằng lớn về. Thì lên khỏi con bò rồi thì nó mới nói là mẹ ơi con đi qua bên đó chơi lại. Yeah. Em cũng dẫn qua lại, em đứng em dòm một chập con mình nó đã qua đó có người coi chừng thì em về cho đứa nhỏ ăn uống tại vì hai đứa nó bệnh một lượt. Em lo cho đứa nhỏ trong này thì đứa lớn ngoài đó nó đi về mà em không hay. Có vẻ những câu chuyện vô cùng thương tâm của bà con tại vùng hạn mặn Tiền Giang thực sự đã mang lại nhiều động lực cho Quỳnh Loan trong việc thực hiện dự án. Chính vì thế, khi nhận được thử thách từ phía ban tổ chức, cô đã nhanh chóng nhận lời thực hiện, dù rằng rất run. Chúc Quỳnh Loan sẽ thành công với thử thách này. Không biết là cảm xúc của ban bình luận bây giờ như thế nào ạ? Khi chúng ta muốn giúp ai đó thì chúng ta phải cố gắng, rất cố gắng, không dễ dàng, đặc biệt là khi bạn gặp những cái trường hợp như rất thương tâm trong cái đoạn clip vừa rồi. Và chắc chắn trong cuộc sống chúng ta cũng sẽ còn gặp rất nhiều nữa. Chuẩn bị cho mình một cái tâm lý và hết sức là vững vàng. Bởi vì chúng ta đi giúp người khác mà. Nên là người khác đã phải có sức mạnh thì bạn mới đủ sức thuyết phục những cái công ty người ta sẽ đầu tư vào trong cái dự án của bạn, tài trợ cho dự án của bạn để mà bạn có thể hoàn thành được. Thì bạn phải mạnh mẽ, có thể truyền được cái cảm hứng của mình cho những người khác và đặc biệt chúng ta mới có thể trở thành một cái điểm tựa cho những cái người mà đang cần chúng ta.
Anh cho rằng đấy là một hành động mạnh mẽ. Anh dám đến đối diện với ba người mà chắc chắn nhiều tuổi hơn em, và đó là những người có quyền quyết định, tức là họ đã thành đạt trong cuộc sống. Họ đã có quyền quyết định những cái công việc liên quan đến số tiền lớn. Họ đang đối diện với em dám ngồi, em thuyết trình, em dám đứng, em chỉ tay lên bảng. Đấy là mạnh mẽ. Và em đã biến cái cảm xúc của em, biến cái đau thương của em, biến cái đồng cảm của em thành những hành động cụ thể. Và anh tin rằng dự án này sẽ thành công. Sẽ thành công và đem lại rất nhiều lợi ích cho những người xung quanh. Thành, anh nói thế được không em? Dạ vâng, cảm ơn anh. Xin phép. Dạ, em cảm ơn anh. Mạnh mẽ rồi. Đấy là mạnh mẽ. Bây giờ thì xin mời tất cả các anh chị sẽ xem kết quả dự án của bạn ấy như thế nào. Em đã có được dự án trong tay. Sự đồng ý của nhà tài trợ. Em xin phép được đọc những lời ghi của bác tổng giám đốc, là chúng tôi đồng ý tài trợ cho dự án mang nước ngọt về với quê hương của thí sinh Hoàng Thị Quỳnh Loan. Vấn đề công ty tham gia cái dự án mang nước ngọt về đến quê hương Tiền Giang, cái đó cũng đã thể hiện cái sứ mệnh của công ty chúng tôi, đó là tích cực đóng góp cho sự phát triển và của cộng đồng và xã hội. Cái thứ hai là công ty luôn luôn phát triển thị trường, trong đó đặc biệt là đến sự quan tâm đến người đời sống của bà con nông dân, mà chúng ta cũng biết là nông dân là người khách hàng trực tiếp sử dụng sản phẩm của công ty chúng tôi. Cái thứ ba, trong thời gian qua hạn hán nhiễm mặn đã trở thành là một cái dịch hại rất lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến bà con nông dân vùng sâu vùng xa nông thôn, và sự đóng góp của công ty chúng tôi chỉ là một phần nhỏ bé góp phần vào sự quan tâm của chính phủ đối với bà con nông dân Việt Nam. Sau khi trải qua thử thách của chính bản thân mình, em đã trải nghiệm thực tế với người dân nơi đây và biết được thiên tai hạn mặn đã làm người dân phải cực khổ và không có nước, thiếu nước ngọt tâm trọng, không có nước sử dụng sinh hoạt hàng ngày. Và đến đây hôm nay em đã được làm dự án nhân ái là mang nước ngọt về với quê hương, và em rất vui vì em đã thực hiện được điều đó. Xin mời ban bình luận ạ. Anh nghĩ là một người đẹp đầu tiên phải là một người phụ nữ thu hút cái đã. Mà một người phụ nữ thu hút thì cái điều đầu tiên là người phụ nữ đó phải tự tin. Chỉ vậy thôi em nhé. Cảm ơn em. Phương ạ, và cũng xin chúc mừng cho bạn đã hoàn thành dự án của mình. Và Phương rất là mong là bạn cũng sẽ tự tin hơn rất nhiều xuyên suốt cuộc thi này. Cảm ơn bạn.